Em ơi. Gì? Em ơi, em có biết em là người phụ nữ tuyệt vời nhất ở thành phố này không? Em cái gì nhỉ? Anh này hỏi em một chuyện không ạ? Tưởng đang đi qua thung lũng. Không, qua xong rồi, giờ có sóng điện thoại rồi, nãy ở thung lũng cái máy homo kia IK nó chéo quá, nó xe mất sóng rồi. Thế á, thế tưởng là đang không yêu ai, chỉ yêu mình ai đấy. Ây, chết, không, đấy là top top quay xét đình cho nó vui thôi chứ. Ờ, thế tưởng không. Đi làm giang hồ. À, ừ thì giang hồ nhưng mà vẫn quan tâm đến em mà. Nhưng mà cho anh hỏi em gì tuyệt vời, xinh đẹp ơi, dễ thương ơi. Em có... bây giờ cần một cái gọi là cái số tiền để anh em giang hồ nó khởi nghiệp với em có 380.000 đồng cho anh mượn với. 380.000 đó. Chỗ này là nhà em mình chơi chung rồi, em mình có vợ con thì mua nhà riêng rồi. Tầm 500 nhá. À không không, anh tìm anh tìm được, anh tìm được rồi, anh tìm anh tìm được người cho vay rồi, em anh cảm ơn nhá. Em 10 điểm, em số 1. Đợi tí người ta công chuyện người ta gọi cho nhá. Không. Anh tìm một hồi nhá, không cần. Em cảm ơn em. Xong rồi. Thế nhá. Thì đầu bây giờ mới về, nhức cả đầu. Đợi mãi cũng bảo 400.000 Camacho không đưa lại thì người ta dùng.